đây là người đàn ông thảm thương nhất tôi từng thấy. Anh ấy là một cảnh sát, nhưng chỉ vì đã tố cáo đồng nghiệp nên đã bị đá ra khỏi ngành. Sau đó, anh ấy dấn thân vào boxing, nhưng lại bị ép phải thua mỗi trận đấu. Ông chủ vì muốn có thêm tiền nên đã mời tay đấu boxing nổi tiếng khác về đấu. Kết quả là Luke đã đấm cho tên đó phải nhập viện, và khiến cho ông chủ mafia cược anh thua đã mất một khoản tiền lớn, nên đã phái người đi sát hại vợ anh. Đối mặt với hận thù chồng chất, Luke lại quỳ xuống. Không phải vì sợ, mà là đau đớn đến mức này, anh thấy cuộc đời này không còn gì để lưu luyến. Con trai của chủ mafia là Vasily uy hiếp, hắn thề sẽ giết sạch từng người thân cận của anh, để anh nếm thử mùi vị cô đơn trên cuộc đời này. Để tránh làm hại người vô tội, Luke đã lựa chọn bỏ đi đến nơi khác. Trên tàu điện có một chàng trai đến bắt chuyện với anh và biết anh là người lang thang, nên đã giới thiệu cho anh một chỗ tạm trú. Anh ấy dường như đã mất hết mọi thứ, nhưng vẫn còn giữ được một trái tim nhân hậu. Trong chỗ ở tạm, có người trông thấy thích đôi giày của anh, Luke muốn bảo anh ta cút đi. Nhưng thấy chân của người ta sắp bị hoại tử, anh liền lặng lẽ tháo đôi giày ra cho anh ấy. Không ngờ sáng hôm sau, người ăn xin đó đã bị người ta cắt cổ. Tai mắt của bọn mafia quá nhiều, bọn chúng nói là làm. Luke vừa bị chỗ tạm trú đuổi đi thì bị một ông lão ăn xin đụng phải. Nhưng lúc đến mua đồ thì phát hiện túi tiền đã mất, thế là chủ tiệm đã báo cảnh sát. Kết quả, đám cảnh sát đến bắt anh từng bị anh tố cáo năm đó. Đám cảnh sát đó mang anh đến nơi vắng người. Sau đó, bọn họ bắt đầu đánh đá liên tục vào người anh, chửi rủa anh chỉ biết làm liên lụy đến người bên cạnh, sao không chết quách đi cho xong. Khi Luke chuẩn bị lao mình xuống đường dây và quay đầu nhìn lại thế giới lần cuối, thì anh ấy phát hiện đàn em mafia đang tìm một cô bé người châu Á. Ánh mắt của cô bé hiện ra sự sợ hãi bơ vơ. Tàu điện ngầm bắt đầu chạy. Luke đã động lòng trắc ẩn, anh biết mình phải cứu giúp cô bé này. Anh bám lên đoàn tàu, nhưng phát hiện không thể mở cửa được, thế là trực tiếp leo lên nóc tàu. Khi sắp va phải đèn tín hiệu phía trước thì anh đã thành công nhảy vào toa tàu. Lúc này, cô bé bị ép vào ngõ cụt. Luke vài bước đã đuổi đến, hai tay ấn đầu tên kia xuống đất, một phát đá thẳng vào chỗ hiểm tên tiếp theo, rồi một đạp vào ngực của tên thứ ba, một đấm vào mặt của tên thứ tư. Tên đàn em muốn lấy lại thể diện, nhưng với sức mạnh vô đối này thì rất nhanh hắn ta đã không thể đỡ nổi. Một tên trong đó thấy vậy liền rút súng ra. Sau đó hắn hỏi, mày có phải là Luke mà không ai địch lại không? Luke lấy điện thoại của tên đó, trà trộn vào đám người rồi rời khỏi đó. Trên đường phố, có hai tên cảnh sát tham ô đã chặn cô bé lại, đang chuẩn bị lừa cô bé lên xe. Thì Luke kịp thời đuổi đến, đánh cho hai tên đó một trận te tua. Lúc này, đám người của hội Tam Hoàng kéo đến. Luke liền đưa cô bé vào trong xe. Sau đó, hỏi cô bé đã gây ra chuyện gì mà bị ba thế lực lớn ở New York truy sát như vậy. Thì ra cô bé tên là May, là một thần đồng toán học. Các học sinh khác trên lớp thì không hiểu thứ gì, còn cô thì lên mục giảng chỉ ra chỗ sai của thầy giáo, khiến thầy giáo rất ngạc nhiên. Trên đường đi học về, May bị một đám người bắt đi. Đại ca của hội Tam Hoàng muốn cô bé thể hiện tài năng tính toán, nhưng May lắc đầu. Thế là ông ta đã lấy tính mạng của mẹ May đang bệnh nặng ra uy hiếp, May đành phải ngoan ngoãn nghe theo. Nhìn thấy bản tính đã được khôi phục, ông ta cười không ngậm được mồm. Bộ não siêu nhiên của May chính là thứ ông ta muốn. Từ đó May cùng hội Tam Hoàng đi thu phí bảo kê. Mỗi khoản của mỗi cửa hàng, cô bé đều thuộc như lòng bàn tay. Chỉ một câu nói thì có thể quyết định sống chết của cửa hàng đó. Buổi tối, có một chị gái tốt bụng lén nói với May, mẹ của em 2 tuần trước đã bệnh mà chết rồi. Nhưng tên đại ca để tiếp tục khống chế May nên đã giấu không nói ra. May khóc rất đau lòng, nhưng cô bé đành phải giả vờ không biết gì. Nếu không việc canh gác cô sẽ nghiêm ngặt hơn, cơ hội trốn chạy sẽ càng khó hơn. Hôm đó, tên đại ca bảo cô ghi nhớ một dãy số mật mã rất dài. Sau đó lái xe đưa cô đi đến địa điểm lắp mật mã đó. Nhưng không ngờ, giữa đường bị chặn lại và May lại bị bắt mang đi. Tên chủ mafia bảo May viết ra dãy số mật mã đó, nhưng May lại giả ngốc. Tên đại ca vung tay, chị gái tốt bụng kia bước vào. Thì ra cô ta là nội gián trong hội Tam Hoàng. Chị gái đó khuyên May hãy mau viết dãy số đó ra để tránh tai họa. May hét lên nói với cô ta, nếu em nói ra thì lập tức sẽ chết và chị bây giờ đã hết giá trị lợi dụng đối với họ rồi. Chị gái còn chưa kịp hiểu đó là ý gì thì đã bị giải quyết. Đột nhiên, bọn chúng phát hiện cảnh sát đã bao vây. Tên chủ gọi điện thoại cho đội trưởng cục cảnh sát bảo hãy cho người rút lui. Ông ta biết nhất định là do hội Tam Hoàng phím đều. Đội trưởng có chút khó xử. Thật ra, bọn họ đã cho tôi quá nhiều, vậy thì tôi sẽ tăng thêm 5% nữa. Đội trưởng liền thông báo với đội Tam Hoàng, mafia muốn tăng lên 10%, hội Tam Hoàng đáp lại, bất luận bọn họ ra giá bao nhiêu, tôi sẽ tăng lên gấp đôi. Khi mọi người đang chú tâm trả giá thì May nhân cơ hội bỏ chạy. Ba bên tạm thời ngưng chiến, chuyên tâm truy bắt May. Thế là đã xảy ra cảnh ban đầu. May đã được Luke cứu, hai người trốn trong một khách sạn. Dựa vào kinh nghiệm nhiều năm giao tiếp với bọn xã hội đen, Luke đã giải ra dãy số mật mã, đó là mật mã của một két sắt. Lúc này, hội Tam Hoàng dựa theo thiết bị theo dõi trên người May tìm đến khách sạn. Tên đàn em ở đại sảnh trực tiếp rút súng ra uy hiếp nhân viên lễ tân nói ra số phòng. Luke trên lầu phát hiện có gì đó không ổn, liền dẫn May chạy xuống cầu thang bộ. Khi đi qua phòng tiệc của lầu 2, kẻ địch đã phát hiện ra Luke. Một phát súng bắn chết một người, hai phát bắn chết hai người, ba phát bắn chết ba người, không trượt phát nào. Lúc này, May bất ngờ bị tên đàn em trong đó bắt đi, Luke đành phải túm lấy một người làm đệm lưng để nhảy xuống lầu. Anh chặn một chiếc taxi lại, lấy chiếc điện thoại lấy được ở trên tàu điện ra.
giả mạo là người của hội Tam Hoàng gọi điện cho con trai mafia và nói với anh ta mình đã lấy được dãy mật mã đó và hẹn gặp chỗ cũ. Luke giả mạo đàn em của hội Tam Hoàng đi đến trước quầy bar, gọi một ly rượu và một cái nĩa. Rượu vụ uống xong thì cái nĩa đã đâm vào cổ. Tên vệ sĩ còn chưa kịp phản ứng gì thì anh ta đã thay đổi đủ tư thế. Sau đó anh bịt miệng hắn và ném hắn vào trong cốp xe. Luke uy hiếp tên trùm mafia nói ra bí mật của két sắt, nếu không con trai ông sẽ chết thê thảm. Tên trùm nói với anh, két sắt đang ở sòng bạc của hội Tam Hoàng, bên trong có chứa 30 triệu đô la. Nhưng được canh gác rất chặt chẽ. Việc này thì dễ rồi, Luke gọi đám cảnh sát tham ô đến, hỏi bọn họ có muốn kiếm chút tiền nghỉ hưu không. Sau đó, anh cảnh cáo bọn họ không được đâm sau lưng anh, bởi vì mật mã két sắt đang nằm trong đầu anh ấy. Bọn họ xông vào sòng bạc, chặn và đánh giết những người canh giữ ở đó. Rất nhanh đã đến được trước két sắt. Luke bỏ súng xuống. Anh bảo ba người còn lại cũng bỏ súng xuống đất thì mình mới mở két sắt ra. Ba người kia đành phải làm theo. Lúc xoay đến bộ số cuối cùng thì Luke trở tay bắn 3 phát súng. Hai tên kia chết, còn tên đội trưởng thì bị thương. Luke chĩa súng vào ông ta và ép ông ta mở két sắt ra. Sau đó lợi dụng đội trưởng để làm vật chắn, rồi nghênh ngang rời khỏi hiện trường. Thông qua đội trưởng, anh ta biết được hội Tam Hoàng vốn định dùng 30 triệu đô la để làm một cuộc giao dịch với thị trưởng. Thế là một mình một súng xông vào nhà thị trưởng. Đối diện với sự uy hiếp của khẩu súng, thị trưởng đành phải nói ra ngọn nguồn. Thì ra năm đó, khi ông ta vẫn còn là cục trưởng cục cảnh sát, ông đã tổ chức một đội đặc vụ và Luke làm đội trưởng. Ngoài việc quét sạch các tổ chức khủng bố, thì ông còn đem tất cả số tiền đen đó để biếu tặng hối lộ cho giới chính trị. Từ đó được tiến cử làm thị trưởng. Bây giờ sắp nghỉ hưu nên định sẽ đem chứng cứ bọn chính trị nhận tiền hối lộ bán cho hội Tam Hoàng với giá 30 triệu đô la. Lúc này hội Tam Hoàng đang đưa May đến địa điểm giao dịch. Thị trưởng phái thư ký thân cận nhất đến giao dịch. Nhưng tên đại ca sẽ không ngờ, thư ký này cũng là một thành viên trong đội đặc vụ năm đó cùng với Luke, và họ được gọi là song sát trong ngành. Anh thư ký đôi ba phát súng đã giải quyết được tất cả thành viên hội Tam Hoàng. Thì ra đây là kế hoạch của thị trưởng. Chỉ là không ngờ nửa chừng lại bị Luke biết. Tên thư ký nhận được điện thoại của Luke. Luke nói, hãy mang May đi đổi lấy 30 triệu đô la đó. Hai người bỏ súng xuống định sẽ là một cuộc đàm phán. Ai ngờ May nhặt súng lên bắn vào chân của tên thư ký. Sau đó bị Luke giải quyết thẳng tay. May nói, xác suất thắng của ông ta cao hơn chú đó nên mình phải làm thế. Luke lấy 5 triệu đô la trong 30 triệu đó đưa cho đội trưởng chữa bệnh. Sau đó đem số tiền còn lại trả lại cho đại ca hội Tam Hoàng và cảnh cáo ông ta không được truy tìm May nữa. Nếu không bằng chứng phạm tội của bọn họ sẽ bị gửi cho truyền thông. Còn con trai của mafia cũng được trả về chỗ cũ. Luke làm như vậy chính là để bảo vệ May có thể sống một cuộc sống như người bình thường. Luke đã cứu được May và nhờ May mà Luke đã giải cứu được cho chính bản thân mình. Bộ phim đến đây là hết ngoại nó rồi. Cảm ơn các con nợ đã xem nhé.